Chiều 4 tháng 1, phiên tòa xét xử hai cựu bộ trưởng cùng 36 bị cáo trong vụ Việt Á tiếp tục phần thẩm vấn. Đáng chú ý, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu chuyên viên nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, có nhiều lời khai về mối quan hệ với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Dù bà Thủy chỉ là chuyên viên nhà xuất bản nhưng ông Long cũng từng phải nể mặt để đến dự một buổi trao tặng kit xét nghiệm Việt Á theo lời mời của bà Thủy. Bà Thủy và Nguyễn Bạch Thùy Linh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên SNB Holding, bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi trong vụ án Việt Á. Theo cáo trạng, hai bị cáo đã gợi ý để công ty Capitoland ký hợp đồng mua kit xét nghiệm của công ty Việt Á trị giá 1 triệu đô la Mỹ với mục đích được hưởng hoa hồng 40% giá trị hợp đồng theo thỏa thuận với Phan Quốc Việt. Cơ quan truy tố còn cáo buộc bà Thủy đã lợi dụng mối quan hệ cá nhân với lãnh đạo cấp cao thuộc chính phủ để can thiệp, tác động ông Nguyễn Thanh Long, khi đó là Thứ trưởng Bộ Y tế, có mặt tại buổi lễ trao kit xét nghiệm do công ty Capitoland ủng hộ chính phủ Việt Nam, theo đúng yêu cầu từ phía công ty. Tại tòa, khi vừa bước lên bục khai báo bà Thủy đã bật khóc. Bà Thủy khai thời điểm đó, Linh hỏi bị cáo có biết công ty Việt Á không vì đang muốn xuất khẩu kit xét nghiệm. Bà Thủy đã giới thiệu Linh cho Việt Á bán kit xét nghiệm. Bà Thủy phân trần. Quá trình thương thảo hợp đồng ra sao bị cáo không biết, bị cáo chỉ là người giới thiệu. Tháng 3 năm 2020, một người thân là em họ của bà Thủy khi đó đang làm việc tại công ty Capitoland có trao đổi với Linh về việc muốn ủng hộ chính phủ Việt Nam hàng hóa phục vụ công tác phòng chống dịch trị giá 1 triệu đô la Mỹ. Điều kiện phía công ty đưa ra là phải có thư cảm ơn của chính phủ Việt Nam hoặc đại diện chính phủ Việt Nam có mặt tại buổi lễ tiếp nhận ủng hộ. Theo bà Thủy, khi đó em họ bị cáo có nói về việc làm công văn gửi Bộ Y tế và một số cơ quan về việc trao tặng kit xét nghiệm nhưng không được trả lời. Bà Thủy nhận lời hỏi bên phía Bộ Y tế giúp vì nghĩ rằng việc trao tặng kit test là việc bình thường. Bà Thủy đã gọi điện cho ông Long và cả thư ký Nguyễn Huỳnh để đặt vấn đề mời ông Long tham dự buổi trao tặng kit xét nghiệm. Bà Thủy khai tại tòa, lúc tôi gọi điện anh Long chỉ nói đúng một câu trao tặng theo quy định, tất cả nhận bên Mặt trận Tổ quốc rồi cúp máy. Sau đó anh Long nhắn cho bị cáo số điện thoại của một lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc.